SBTV xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Lời nói đầu tiên những người làm chương trình xin được gửi đến quý vị và các bạn lời chúc bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thời sự hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn tin mới nhất. Quý vị thân mến, những ngày vừa qua, thông tin về việc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 của Bộ Luật Hình sự, đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Và điều đặc biệt là hiện tại, bà Nguyễn Phương Hằng đang được tạm giam tại trại tạm giam T30 đóng tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, vụ việc về bà Nguyễn Phương Hằng đã bị bắt cách đây khoảng 13 ngày và hiện tại sức khỏe của bà cũng dần ổn định. Bà không ăn ngủ được nhưng vẫn uống thuốc hàng ngày và nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cán bộ trại tạm giam Công an thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài gửi lời chúc sức khỏe đến bà Nguyễn Phương Hằng. Chúc bà luôn vững niềm tin, giữ gìn sức khỏe, ăn nghỉ cho tốt để đảm bảo tinh thần giữ lạc quan, để cho ngay trở về đoàn tụ với gia đình. Đây là mong muốn của chúng tôi cùng rất nhiều những fan hâm mộ của bà, cũng như từ ngày bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt thì đã có rất nhiều các luật sư lên tiếng bảo vệ cho bà Nguyễn Phương Hằng. Vụ việc được cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng xuất phát từ những lá đơn thư tố cáo tội phạm của CEO Đại Nam với những cơ quan chức năng. Sau khi Công an thành phố Hồ Chí Minh có thời gian theo dõi, xác minh đơn thư tố giác tội phạm và cùng chắc chắn những chứng cứ tiến hành bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại đây là nếu như không có những lá đơn thư tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, thì liệu Công an thành phố Hồ Chí Minh có tiến hành bắt giữ doanh nhân này hay không? Và nếu có những người đã bị kiện và tố cáo rất đơn, thì bà Phương Hằng có còn tiếp tục bị điều tra hay không? Có nhiều người cho rằng nguồn những lá đơn thư tố cáo của các cơ quan chức năng điều tra tiến hành bắt giữ bà Nguyễn Phương Hằng và đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam CEO Đại Nam. Nhưng nếu như không có những lá đơn thư tố cáo của các cá nhân, liệu Công an có khởi tố và bắt giam bà Phương Hằng hay không? Đó là một vấn đề rất lớn. Rất nhiều khán giả cũng như bạn đọc thì hôm nay chúng tôi đã có một luật sư lên tiếng trả lời rõ ràng về vấn đề mà các bạn đọc cũng như các fan hâm mộ của bà Nguyễn Phương Hằng đang quan tâm. Trình bày quan điểm về vấn đề này, luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng có nhiều quan điểm cho rằng liệu bà Nguyễn Phương Hằng có vô tội hay không, thì tất cả mọi người phải biết rằng bà Nguyễn Phương Hằng là không có tội. Những lý do là bà khi tố cáo bọn nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện, nhưng bọn nghệ sĩ đã không công khai minh bạch bản sao kê cũng như hành trình giải ngân của mình mà còn tiếp tục khiếu kiện. Thậm chí bọn nghệ sĩ còn liên tục tổ chức các fan cũng như các bè phái để gây áp lực cũng như đã xúc phạm đến bà Phương Hằng và gia đình của bà Phương Hằng. Điều này đã gây bức xúc cho cá nhân bà Hằng đã không được giải quyết ổn thỏa, lại còn bị xúc phạm đã khiến cho bà Phương Hằng trở nên bất bình. Điều này khiến cho bà càng thêm bức xúc. Đó là lý do đã xúc phạm một cá nhân, nhưng theo tôi thì điểm là bà Hằng xúc phạm những cá nhân này đều là đúng đắn, bởi vì chúng không oan. Chúng đã có những hành vi ăn chặn tiền từ thiện của người nghèo. Sau đó, chúng sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật và nhẫn nhơ chi tiêu số tiền mà chúng đã ăn chặn được của người dân. Tiếp theo đó, chúng nhẫn nhơ hoành hoàng, ra vẻ tại đây coi thường pháp luật, coi thường tất cả những lời nói của người khác, không tôn trọng khán giả cũng như không tôn trọng những người dân. Điều này đã gây rất là bức xúc bất bình cho xã hội. Đó là những điều mà bà Phương Hằng phải nói lên những sự thật, và đó cũng là lý do mà bà Phương Hằng đã gặp phải rắc rối lớn như ngày hôm nay. Và không để cho vợ mình phải đơn thương độc mã chịu trận, thì mới đây ông Dũng Lò Vôi là chồng của bà Phương Hằng, ông Dũng đã có những tiếng nói rất là đanh thép rằng ông sẽ thay vợ mình trực tiếp kiện cáo lại những bọn nghệ sĩ bẩn, nhà báo bẩn, luật sư bẩn, Đức Hiển và Hàn Ni, bởi vì những con người này đã đưa vợ ông vào vòng lao lý. Họ chính là những đối tượng cần phải bắt giam, cần phải xử lý, chứ không phải là vợ ông là bà Nguyễn Phương Hằng. Tất cả những lời nói gan ruột của ông Dũng Lò Vôi đã cho chúng ta thấy rằng pháp luật cần phải nghiêm minh hơn nữa. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Sở Văn hóa Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cần phải có những biện pháp cứng rắn hơn nữa. Cần phải quyết liệt tẩy chay bọn này cũng như loại chúng ra khỏi showbiz Việt Nam, cũng như là những con người vô bổ, vô thuộc và chẳng có một chút văn hóa cũng như giáo dục ý thức nào. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của giới trẻ hiện nay, làm nhức nhối xã hội, rối ren pháp luật và làm mất hết niềm tin từ người hâm mộ cả nước. Tiếp theo phần trình bày quan điểm về vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng, thì luật sư Trần Minh Hùng cho rằng, cho tới thời điểm hiện nay, thì cá nhân ông Hùng cho rằng hành vi của bà Phương Hằng đang nằm trong giai đoạn điều tra, cho nên chúng ta chưa có thể cơ sở khẳng định rằng bà Nguyễn Phương Hằng có phạm tội hay không. Ông Hùng cũng nói thêm rằng, hiện nay theo quy định của pháp luật, thì quyết định những trường hợp bị khởi tố theo đơn yêu cầu của bị hại
được với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm tới lợi ích của nhà nước cũng như các tổ chức cá nhân liên quan thì không nhất thiết phải có yêu cầu của người bị hại, tức là khi cơ quan nhà nước trong quá trình điều tra xác minh nếu thấy những cá nhân nào có các hành vi vi phạm thỏa mãn yêu cầu cấu thành tội danh này thì các cơ quan công an có thẩm quyền sẽ khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Như vậy là trường hợp của bà Phương Hằng vẫn chưa được xác minh cụ thể rõ ràng. Và trước đây, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã gửi rất nhiều đơn thư tố cáo một số tên như là Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên đã ăn chặn tiền thiện của người dân miền Trung rất nhiều. Nguyễn Phương Hằng cũng gửi đơn tố cáo đến ông Nguyễn Đức Hiển là một nhà báo ở tờ báo Pháp Luật, thành phố Hồ Chí Minh. Ông này cũng đã có thời gian dài trên 20 năm quyên góp ủng hộ từ thiện, nhưng ông ta tuyệt nhiên không thấy một lần nào đi giải ngân và cũng không bao giờ công khai những bản sao kê đã quyên góp tiền từ thiện của mình. Đến bây giờ thì tất cả mọi người chúng ta đều hiểu rằng nguyên cơ gặp nạn của bà Nguyễn Phương Hằng chính từ nhà báo Nguyễn Đức Hiển, bởi vì ông Hiển là đang làm cho một tờ báo pháp luật của Công an thành phố Hồ Chí Minh, mà tờ báo pháp luật Công an thành phố Hồ Chí Minh là tờ báo lớn nhất cả nước hiện nay. Chính ông Nguyễn Đức Hiển cũng đã lợi dụng vào danh tiếng của mình để mở quỹ quyên góp từ thiện, nhưng thực chất ông ta không hề đi giải ngân và cũng chưa có một hình ảnh hay thông tin nào ông Nguyễn Đức Hiển trực tiếp trao tiền từ thiện cho người dân hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Điều này cho thấy tất cả mọi người đều có quyền nghi ngờ về quỹ từ thiện của ông Nguyễn Đức Hiển trong suốt 20 năm qua. Ông ta đã quyên góp tiền từ thiện, vì vậy số tiền để ông ta đã đi đâu và nó lên đến con số là bao nhiêu. Điều này cần phải được các cơ quan chức năng làm rõ. Ông luật sư Minh Hùng cũng nhấn mạnh rằng, còn đối với tội làm nhục của người khác hay tội vu khống thì lại khởi tố theo một yêu cầu của bị hại, và tức là khi nào đơn tố cáo của bị hại yêu cầu khởi tố một cá nhân nào đó có hành vi vu khống, làm nhục thì cơ quan điều tra mới được quyền khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Như vậy thì nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ thì dù không có đơn tố giác hoặc là những người bị hại đã rút đơn tố giác thì cơ quan điều tra vẫn dựa vào các chứng cứ có được trong quá trình điều tra xác minh thì vẫn tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam. Điều này cho thấy bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng có một chút tội tình, nhưng quả thực ra phần lớn sai là ở bọn nghệ sĩ, bọn cường kia. Nếu như bọn nghệ sĩ cường kia này không ăn chặn từ thiện của người nghèo, và nếu như bà Phương Hằng không bênh vực những người nghèo, bênh vực những người yếu thế để nói lên những tiếng nói chính nghĩa, thì sẽ không có sự cơ sự như ngày hôm nay. Và cả từ cô ca sĩ Việt Oanh và nhà báo luật sư Đức Hiển và Hà Ni, điều này cho thấy giới nghệ sĩ không những ăn chặn tiền từ thiện mà luôn góp phần gây rối ren cho xã hội, ám hại người khác là mục đích sống của bọn chúng. Bởi vì bọn chúng muốn nổi tiếng, muốn có tiền, muốn lừa đảo mọi người, nên sau khi đã thỏa mãn được ý đồ của mình, chúng tiếp tục quay ra để tấn công người khác, thậm chí thuê người chửi rủa người khác với một cuộc sống đời tư của người khác, trong khi bọn chúng thì chẳng hay ho gì. Đó là lý do bà Hằng lên tiếng bênh vực những người yếu thế, bênh vực những người nghèo mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Sau khi sự việc xảy ra, bà Nguyễn Phương Hằng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam 3 tháng. Rất nhiều người hâm mộ cả nước đã tỏ ra tiếc nuối và thương cảm cho bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì nếu như bà Nguyễn Phương Hằng chỉ sống cho riêng mình, không bấy móc những bọn nghệ sĩ đã ăn chặn tiền từ thiện, thì sẽ không có nguyên cớ như ngày hôm nay. Cũng theo nhận xét riêng từ cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng, bà có công nhiều hơn có tội bởi vì bà đã là người đầu tiên đã bấy móc ra cái bọn nghệ sĩ rỡm ăn chặn tiền từ thiện của đồng bào miền Trung, của những người nghèo, những người yếu thế. Và nếu như bà Nguyễn Phương Hằng không lôi ra thì không ai có thể dám lôi ra những bọn nghệ sĩ này. Và nếu như vậy thì bọn chúng sẽ vẫn tiếp tục lừa đảo người hâm mộ, lừa đảo mạnh thường quân và lừa đảo những người yếu thế. Những người nghèo luôn bị chúng lấy cái danh đó để mang ra quyên góp tiền từ thiện. Nhưng thực chất là chúng quyên góp để chiếm dụng và để tiêu xài cá nhân. Chứ chúng không hề đi giải ngân, cũng không có ý định để đi trao cho những người mà chúng đã lấy danh của họ ra để mở quyên góp từ thiện. Đây được xem là một vấn nạn của xã hội cũng như là của giới showbiz Việt Nam. Riêng hiện nay bởi vì chỉ có chúng mới làm được những điều này. Từ những nghệ sĩ chân chính, họ không bao giờ mở quỹ quyên góp từ thiện. Nếu như họ có đi làm từ thiện, họ sẽ bỏ trực tiếp tiền của họ ra để đi làm, hoặc là huy động một số từ bạn bè ít ỏi gia đình của mình để đi ủng hộ cho người nghèo, chứ không lợi dụng tiền bạc của người khác, đặc biệt ở những nghệ sĩ chân chính. Họ không bao giờ diễn ra cái trò lố bịch nhằm để nổi tiếng, cũng không bao giờ bỏ tiền ra mua vai diễn, mua giải thưởng, mua huân chương và huy chương. Những nghệ sĩ chân chính họ cũng không bao giờ tham gia vào những kênh hào đồng đầu bóng. Một thiệt thòi cho những nghệ sĩ chân chính là thường họ không có cơ hội để thể hiện hết khả năng của mình, cũng như là đóng góp cho xã hội. Nguyên nhân là cái bọn nghệ sĩ gần kia, nó luôn bỏ tiền ra mua tất cả từ trước. Vì vậy, cơ hội cho những người có tâm, có tài thực sự, tức là rất ít và hầu như không có. Đối với những nghệ sĩ chân chính chỉ sống bằng nghề nghiệp của mình. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn xem bản tin Võ Hoàng Yên và Phan Văn Mãi, hai kẻ thù của Nguyễn Phương Hằng có quan hệ mờ ám gì hay không?
Suốt trong năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát hành trực tiếp livestream tấn công nhiều người. Tuy nhiên, nếu mà để ý kỹ thì đa phần, bà Hằng chủ yếu nhắm vào ông Võ Hoàng Yên và những người kết thân với ông này. Hầu hết đều là những nghệ sĩ bị bà Hằng tấn công đều có những bức ảnh chụp chung với ông thầy lang tự xưng này. Và thực tế có nhiều mối quan hệ rất là phức tạp. Từng phần, bà Nguyễn Phương Hằng đã bóc trần nhiều sự thật mà có ai có thể tưởng tượng nổi. Bà Hằng chỉ bị bắt sau 2 ngày có nhắc đến tên ông Phan Văn Mãi trong một buổi phát hành trực tiếp. Được biết, khi mà mối quan hệ của vợ chồng ông Huỳnh Y Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn còn đẹp đẽ, thì chính quyền vẫn để yên. Và ông Yên là sợi dây kết nối giữa vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi với rất nhiều nhân vật tên tuổi khác. Nhờ có ông Võ Hoàng Yên kết nối vào năm 2020, vợ chồng Dũng Lò Vôi đã lắp đặt cả hệ thống lọc nước, tặng hàng ngàn can nhựa cho người dân vùng hạn gặp mặn. Lúc đó, ông Huỳnh Y Dũng với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, cùng với vợ là CEO Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc điều hành công ty. Và lương y Võ Hoàng Yên có cuộc gặp gỡ trực tiếp với ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre khi đó. Nhờ sự kết nối của Võ Hoàng Yên và ông Dũng, bà Hằng kết thân với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre cùng với các chuyên viên của tỉnh. Và lúc đó nhờ có sự kết nối mà lúc đó Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã thảo luận về các vấn đề về chuyên môn nhằm khắc phục tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt trên ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là tính chất khốc liệt của tình trạng này tại tỉnh Bến Tre hiện nay. Việc làm ăn kinh tế có thuận lợi hay không, nó phụ thuộc vào mối quan hệ giữa doanh nhân và quan chức ở Việt Nam vẫn thường như vậy. Hai bên tương hỗ lẫn nhau nhưng phía sau rất là nhiều tiền.